Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang ở bến Xuồng ngay bờ đá. Hôm nay Tùng có hẹn với anh Nghĩa để đi cuốn lưới neo. Nãy giờ anh Nghĩa mình mua lưới cũng được khoảng tiếng mấy rồi. Ở ban đêm mà bụi quá chừng đó nhà ơi. Ở đây mình gần khu vực mấy nhà máy lúa nên bụi. Đây rồi. Đây là ghe của anh Nghĩa. Uống nước dừa anh. Đá. Nước dừa anh. Đá gì? Nghĩa ơi, anh Nghĩa chèo chèo móc ra giùm em á. Được rồi, thông tin giới thiệu đây là anh Nghĩa mình cả nhà ơi. Hello, chào cả nhà. Rồi. Ơi, anh Minh. Phải anh Minh, hello. Được rồi, hôm nay anh Nghĩa mình được anh Minh phụ giúp cả nhà ơi. Và bụi dữ anh Nghĩa coi nè. Bụi. Dữ dằn bụi. Trúng bày ca rồi. Dễ gì hôm gà anh tèo quýnh hết trơn rồi, quýnh nhừ hết trơn rồi. Nặng dữ anh. Nó cài gốc nó mới đứng lại. Lên nè. Chưa nha. Cái góc ổi nhẹ miếng nó pha bu bu. Ủa ra xa dữ chưa? Ủa xa là chắc cú. Cho lên. Trong giọt đó xuống ngoài này dịu băng. Mới lộn lưới lại giờ. Sáng không? Ừ, okay. Giờ lộn. Anh Minh. Bẻ gà trước đi ha. Kìm luôn nhé. Bẻ được không? Bẻ tay đi, không mấy anh lấy tay anh lắc à. Lấy tay anh lắc mấy gai nó đi. Vậy đó nhí nãy bổ không có rồi. Nó bổ tốt dưới kia kìa, đâu trên này. Hãy qua bên đây đi anh. Vô cái đồ tắt nước cũng được đó. Hay thấy vô đục. Vô đục luôn ha. Lọt đó. Bỏ đại ngoài đi. Lọt đó. À, lỗ đục hư đó. Ủa vậy mà đứt cơ duyên ha anh mình. Ừ. Có luồn không hay khỏi? Khỏi. Cột ngang lên đi. Anh phải điếm mặt lưới anh luồn vô lại anh Minh ơi, cái đúng mặt lưới mà được anh Minh ơi. Khỏi đi. Minh. Minh à. Thử thách nè. Mày mất tiêu đứt cọng dây luôn. Nó đứt ngang chứ không phải là đứt lưới. Mất tiêu cái khúc đó luôn rồi. nó xé ra đó. Vậy là mất đang kêu đóng hả? Lại cho ngon lành lại cho anh mà anh cũng nói thôi đi. Thì luôn đếm mặt lưới rồi thử thách à. Mới vô gặp thử thách nghe lời ông Tùng lại là mệt mỏi luôn đó. Hai người kéo khỏe hơn người ha. Cuốn lưới thì nhẹ đó mà nó có một cái cuốn chưa ngon. Bệnh góc này lên cái nhẹ nhẹ phao thì gì. À, nhóng nhẹ cái con tôi. Ủi anh. Ê. Cài gốc mới nặng nè. À, nước giờ này còn xuống mới nặng nè. Cá phải bọc không không nhỉ? Cá không có rồi, kêu dính sao dính. Đứt viền nữa rồi. Nói lại gì? Tay lưới này thì cũng banh nè, tè lé hết rồi. Cột là hai đầu đi. Đếm 16 mặt lưới, xỏ vô anh. À, đếm đầu quen nha, 6 mặt lưới nha. Cái này là sao, buộc đại vào đây không? Ừ. Cột đại củ tỏi đi. Chắc. Cột cái đó đứt nữa đó. Có vụ mà cột củ tỏi nữa hả? Cột củ tỏi là cột sao? Tấm cột như kia luôn, ừ đúng rồi. Anh cột kiểu cột cải đi.
nó con cái con cây trắng à, dễ biết á. Ừ đó đó nó đó. Anh Nghĩa nói bọc này 1.000 đồng ký là mới ông đi văn bọc luôn đó. Ừ. Ông văn dài qua bên cồn rồi đó, kiếm 1 tấn. Ừ. Văn bọc bán cho coi. Tấn bọc chứ bán được nhiêu nhỉ? 1 triệu. Trời ơi, tấn bọc. Đỡ cái xuồng này đâu có đỡ nổi. Ừ. Kiếm được có 1 triệu à. Ừ, dính rồi nè. Gỡ được tấn bọc đó, gỡ bao lâu? Hả? À. Ngày. Ngày không nổi á. À, hai vợ chồng, ba. Anh ba đứa con anh nữa đó. Ba đứa con. Không nổi vô. Tấn là cho ông nhúng nước luôn á. Giang liềm kìm đi. Giang liềm kìm đóng thùng đi thành phố. Ủa gì đâu mà cái kéo cái nào cũng có bọc chứ. Kéo một cái có một cái bọc, kéo một cái có cái bọc đó. Làm như chắc này nước nó chảy. Ừ. Hôm qua ấy hôm qua nó dịu băng à. Bữa nay không, à, sớm hôm qua mà. Bữa nay nước xuống mạnh hơn. Mình này đi đâu dính trưởng không Tùng? Dính trưởng rồi. Cầm đầu đó lên xây. Đi không hên thôi. Chừng nào có cá mới hên. Chừng nào có cá hên lại nha anh Minh. Hổm gài ấy hổm gài cả 10 cái. Ê, cá. Con cá nữa gì nè. Con út dục dục ra đi để hồi đi đồ đạp à. Đạp đạp như nhí rồi chuyển diện à. Nút cái ga liền vậy. Để rồi như di chuyển diện luôn á. Cây gì ba nhánh trâu dưới. Từ từ mình ơi, không gấp. Như dùng sức hồi chết á. qua cồn này dính số bự hoài nữa. Cái này mình kéo lưới muốn hết luôn này cả nhà. Nãy giờ ruộng có ba xà cũng được, đục cũng được hai con. Còn cá đỏ đó, có lấy có lý đó, có nữa kìa. Rồi đây nãy giờ anh Minh trời có cá nấu chua rồi đó, có xà không anh nhá. Ba xa nằm dưới này nè. Ngày gốc. Dở rồi, dở rồi. À, luôn ha. Đó. Có hú kìa. Có. Cái chỗ nãy anh em mình kéo không nổi, anh em mình đâm cái phao nữa nè. Nãy cái phao nãy anh em mình mới thả lại. Đó. Ê, có tim, có tim. Có tiệm câu luôn. Cái gì đó. Có tiệm còn nữa nè anh ơi. Đó. Hú. Phục cuối. Đã hành mình ha. Cái này gọi là khổ tận cam lai nè. Sớm là thấy thất vọng. Ai ngờ phút cuối. Có. Ê, còn tim dữ lắm. Trời ơi. Trời ơi. Thật tình chứ. Ồ, đã quá nha cả nhà. Cái này an ủi quá quý rồi. Ồ, tim mình bừng luôn kìa. Còn số nữa anh Nghĩa ơi. Anh Nghĩa ơi, còn một số nữa là anh Nghĩa ơi. Không thấy không, tôi mở đạp ra luôn mà. Rồi, cho nằm đi. Đã. Rồi, không mấy anh bắt thì anh bắt em nè. Bày cái hú nằm đâu tốt với này với thằng Trần. Tưởng đâu là bữa nay là không có con cá nào đi về luôn rồi đó. Hết giờ. Mấy anh em mặt mày mới xị. Cây kìm bỏ bên kia bên kia.
Vô chùm mà, vô tay rồi. Dạ. Coi nè. Còn nữa. Trời ơi. Xíu. Kéo từ từ. Xíu bà con ơi. Này đúng là thiệt khúc cuối rồi chứ. Trời ơi. Ê, đợi có kéo nhiều. Một hồi nó chết hết á. Trời ơi, còn có chừng mấy chục thước à. Còn nữa. Mà vô chùm. Trời ơi, lên tim rồi anh Minh ơi. Còn nữa hả? Đó, còn lên tim là còn dữ lắm. Còn tim cái gì. Anh Minh ơi. Thấy không? Tim lên nè. Kì, ta lên tim lên đi cạnh lên. Đó. Đúng là cái giây phút cuối tạo sự bất ngờ thiệt. Ổng có đang tìm mới ác. Này đúng là hiếm thấy nè. Tự động cây kỳ. Bữa nay thỏ lòng mong ước anh Minh. Bỏ bển. Sớm thấy là hết hy vọng rồi, gần hết lứ rồi mà. Hồi nãy anh Minh nói nay có tui xui. Giờ hết xui rồi hả anh Minh? Hết xui. Anh nói mà có cá là hết xui. Nhắc này dịu rồi ha ông Nghĩa. Dịu chưa Nghĩa? Dịu rồi. Nước dịu chưa? Hơi dịu dịu. Thiệt quá. Chiến này dịu thiệt luôn. Dịu rồi. Chết nha. Bỏ ra mè. Mười mấy con cũng gì. Ê có con trên nó thở lại kìa. Ê đó kìa. Con đó. Trời ơi. Ê, gai nha anh ơi. Gai đó. Con này sống rồi. Trời ơi, chút xíu nữa dãy xuống nghĩa. Làm như để nên nó học khỏe lại ha. Ừ. Khỏe lại. Không mà hay không bằng hên. Hay là hên rồi. Thật sự anh em mình đã cuốn gọi là 90% của tay lưới rồi cả nhà. Tưởng đâu là rồi rồi bữa nay không có thu nhập luôn đó. Lỗ. Ổ lưới với người ta mà... chị chết quẹo luôn. Mà lưới thì lại hư nhiều lắm. Rất nhiều, nãy giờ tôi ủi rất là nhiều luôn. Mỗi lần ủi thì đứt lưới. Tưởng đâu được một con cá sát rồi. Thay cuối lưới rồi. Còn cái ủi lên nữa thì xong rồi. Hình như là nhà em ủi xuống rồi anh nghe. Mai ủi xuống nó quét ha. Mai mốt ủi xuống nha, được ủi lên không có cá rồi. Hồi đó giờ anh có nghe thợ ủi chưa anh Minh? Đây. Chưa, bữa nay mới nghe nè. Thường ta ủi lên, vét lên không, này ủi xuống. Mình phải đổi kiểu anh, cái này mình làm thấy không im mà mình đổi kiểu liền. Kìa, dưới còn nổi lòng nữa kìa. Trời ơi. Đâu, lú đầu. Này hú ba sa lộn xộn anh ơi. Ừ. Quá đã rồi. Kìa, lên rồi. Đó, tìm rồi. Hai tim là ôi, lên tim lên tim quá con ơi. Trời ơi đã nguyên chùm dữ quá cả nhà ơi, quá đã quá. Ê mình lấy cái gọng, mình gọng không nha anh Nghĩa ơi. Ừ, nãy không đem cái gọng đâu. Có nè. Thì sao gọng quá đi, lấy gọng nha. Trời ơi nhớ cái đống này. Ủi rồi gốc con cá muốn chết luôn. Ủi một cái nó xiết con cá. Cây kéo của mình dục đâu mình? Trong lưới á. Sớm. Hết biết. Sớm giờ đi, em cực khổ. Đi. Này chắc em nghĩ do quý rồi. Do bà cậu thấy anh Nghĩa cực quá nên cuối lưới bà cậu đãi anh Nghĩa. Anh em con cảm ơn bà cậu nhiều. Chứ đã thấy rồi. Hay quá đã hơn Nghĩa ơi.
Còn nữa không, cái phao đâu rồi ta? Sớm cầu mong ăn ủ dài con là gì. Thấy không, tôi nói ông dính con thế nào cũng bậy ha. Để mấy con còn mà anh Minh ơi, còn nữa đó. Còn dữ lắm. Mở sập đục ra luôn mà. Vậy? Biết dữ lắm luôn chứ. Anh nãy ai nói gì cho tới 17 không chừng thiệt. Mình gỡ này mình cho tới 17 luôn nha anh nghe. Dịu thiệt không nghe, kẻ phao trước. À. Hồi nãy giờ mình hỏi nghĩa hoài à. Dịu chưa anh? Dịu chưa dịu? Anh dịu chưa dịu? Trời ơi. Sung sướng cuộc đời anh. Sung sướng nó thiệt luôn. Ôi, nay anh Minh đi phụ giúp anh Nghĩa mà nếu mà không có cá thì cũng buồn lắm. Mà hôm nay thì rất là may mắn ở phút cuối ha. Lần trước đi thì dính cá sô đực hả anh? Ừ. Dính đi. Sô đực 2,2 kg. Bữa đó cũng tiền triệu, bữa nay cũng tiền triệu. Con nó chết nha. Ủi không chết. Quá đã rồi. Quá thiệt. Sung sướng cuộc đời. Ừ, không có bao nhiêu mét lưới cuối đâu mà. Đi tôi gỡ rồi tiếp vậy đấy. Gỡ mấy nhỏ nhỏ cũng được. Này là lần đầu tiên trong cuộc đời mình đó, đi văn lứ thấy dính gì đó. Quá tuyệt rồi. Theo ấy là theo xuồng của anh Tèo liền liền. Quá chiên này nhiều gì. Đóng nhớ chữ. Hình như càng ngày càng nhiều anh ơi. Đâu phải bày cá ở trên đó. Bức đại không nghe. Bày cá này bày cá dưới con lọc bức má. Bức một cộng chơi bức nhiều cộng sao. Thấy ông gỡ lẽ hơn chuyên nghiệp. Tôi ôm cá gì là được rồi. Cần phải gắt hay không? Con đó vậy mà còn sống hả? Ủi, bàn chặn cá luôn. Phải. Còn tim còn gì không? Chắc hết rồi. Đủ hết ông. Cái bầy nó có nhiều đó hả? Nhiều đó hả? Rồi còn tim không Tùng? Đó, kìa, đồ hết hả? Còn dữ lắm. Sao tôi nói ông cãi tôi hoài không nghĩ? Minh. Quá trời ơi. Chủ nước cũng vậy, dịu hoài, dịu cũng mấy tiếng hồ. Trời ơi, đâm trời. Đâm hả? Lần đầu tiên mà đi văn lứ gỡ cá mà đã tay. Cá mỏi tay luôn hả? Quá. Sung sướng cuộc đời thiệt. Nãy anh Nghĩa nói sao anh Tùng? Trời ơi, không có, dễ gì có. Kêu tắt máy đi. Ừ, tắt máy đi, không có đâu. Đừng quay nữa. Làm hai anh em mình ngồi ngáp hoài, ngáp gió hoài. Ôi, phao đâu rồi? Trời ơi, phao chưa còn. Ông gỡ nha, ông đừng kéo, để tôi kéo hên lắm. Kéo tim còn lên tim hoài à. Nó dính cục mà dính cục chừng tim với mười mấy khớp rồi. Mời sớm giờ mấy cục. có cá ở bảy. Con cá này cá gì ta? Con cá út. Ủa cá út sao cái đầu kỳ á? Nó ngậm trứng anh. Vậy đó hả? Dạ.
ngậm trứng nó phù nha. Ủa giết cá chết tà le chứ, tò lưa chứ. Từ nha, bình tĩnh mà rung ngộ quá. Nó bình nó nói bình tĩnh mà rung hả? Sao thấy tim ta? Hết rồi. Còn ống. Trời ơi đâu hết. Lưới nghĩa lưới thật xanh đây vậy nơi. Đó nó không nhớ là hoài. Ông lo ông gỡ đi chuyện cá. Ê, đó, đó đó đó. Tiếng kia tiếng kia. Đó. Trời ơi. Ông để tôi kéo nha. Bình tĩnh mà rung. Còn cá đó. Ông lo ông gỡ đi để tôi kéo. Đó kìa kìa, tuốt máy nữa kìa. Tim dữ rồi. Dữ rồi. Chắc làm con Hugo quá Nghĩa. Nghe chưa? Ờ, con cá cày. Cá cày gì? Cá cày lên tim quá chừng. Con cá cày nó lên tim vậy. Ờ, còn này đâu nè. Còn không? Đó tôi nói không còn nữa. Còn. Đó. Đó. Còn đó chắc mừng. Ủi hồi rồi, chắc là con này sống lại rồi, nhanh nháp lại rồi. Nãy giờ mấy con cá nó bị yếu á. À, con coi nhiều bỏ vô đục bớt nha Minh. Con bị yếu rồi. Qua. Wow. Nhiều sang qua rộng nha anh nghe anh Minh ơi. Rồi rồi, để tôi nhá hàng tôi coi cái nữa coi. Còn mấy anh lại anh rộng đi anh nghe để anh Minh kéo cho. Cá còn mà. Thấy lên tim mà. Còn tốt chứ à, một tay con chứ. Thì sao thả rồi? Dễ gì thả anh. Anh cá cày kìa. Hả? Hả? Thả đi. Cá cày sao thả trời ơi. Cá gì á. Kỹ trời. Trời ơi, cá chứ cũng cực khổ chứ. Vụt tay rồi, ban đêm vụt tay rồi. Vụt tay hả? Vụt tay, vụt tay. Trời ơi. Chút xíu nữa lại ba lái xong. Xíu nữa mai vậy. Ly hoàng cướp rồi. Ôi trời. Bám. Cái giò em nó yếu. Dạ. Cái giò em nó bị cái khớp nó bị yếu nên em chở cái em nhảy luôn rồi. Bả sợ máy văng xong á với nó vậy. Em sợ máy văng em mới bượn lên anh đó không chứ. Giờ chụp chụp lại mày không nổi. Thôi chút xíu nữa. Rọt chứ. Chút xíu quá nữa, chút xíu nữa hư máy luôn nữa. Mình té lên đống cá, rồi nhớ cái dính nè. Có đồ quá chừng. Coi chừng gai nha. Thì đó hên đó nè. Đây nè, gai không nè anh Minh. Gai còn nguyên không nè anh Minh mà em té lên em không sao anh Minh. Mà lần đầu tiên cảm giác té là đống cá luôn ta. Đúng là phút cuối thiệt. Hết lưới luôn anh. Hết luôn. Hết lưới luôn rồi cả nhà. Đó. Còn có phải nói là 90 mấy% anh em mình kéo lưới rồi còn có khúc xíu à. 99% luôn. Còn có mấy phần trăm lưới à mà anh em mình dính được một số cá hú và xa nữa nè. Anh còn nói tỉnh anh vậy. Con này bỏ chậm. Tại nãy giờ thứ nhất á là bị dướng lâu, thứ hai nữa là do mình ủi nhiều quá cái nó siết lưới á. Nó siết con cá, nó bị tổn thương nhiều nên nó yếu. Bữa nay phải nói là nó rất là nhiều cung bậc cảm xúc đối với anh em mình. Phải nói đi, bữa nay là quá nhiều chuyện xảy ra ha anh Minh. Đúng rồi. Là dướng gốc, rồi kéo cực, rồi đứt lưới, rồi qua chừng. Mà ghét. Cuối cùng anh em mình vẫn có thu nhập ha, vẫn có gọi là quê lợi ha. Không mà em xác nhận lại là anh Minh đi với anh Nghĩa là may mắn nha. May mắn hả? Không có xui nha. Anh em... Không, tới giờ mới hiểu. Thì ngoài cái phần đục á, anh em mình còn không có mấy con trong đây. Mấy con đằng trước nó yếu nữa. Mấy con kia chắc về mình ăn rồi mình không có bán được. Còn mấy con sống nè, mình tranh thủ. Mình đem về mình bán cho bà con dùng. Cá còn sống thì bán mới có giá cả nhà. Vậy rồi. Bây giờ đã xong buổi thăm lưới của mấy anh em mình rồi, rất là cực khổ. Giờ này khuya lắm rồi, để anh em mình về rồi nghỉ ngơi, sáng anh Nghĩa mình còn bán cá nữa. Tùng kết thúc video đây nha, cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và mấy anh em xin hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye.